Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con ra đi mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhất là hai con rất thân mến, hôm nay dựa vào lời của Chúa, những giáo huấn của Hội Thánh và cách riêng là những cái tâm tình con nghe được ở nơi ông bà Thúy Thái, cũng như là nơi hai em được và Duyên chia sẻ với con. Con xin được chia sẻ với cộng đoàn và hai con ba cái ý nghĩa của cái lễ đặc biệt hôm nay. Cái thứ nhất, tình yêu hôn nhân gia đình là kế hoạch của Thiên Chúa. Đây là công trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và là hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng con người nên giống Ngài và để cộng tác với Ngài, yêu thương nhau và để hưởng hạnh phúc gia đình. Hai con đến với nhau không phải ngẫu nhiên, mà là ơn của Chúa, là duyên tơ hồng. Đây là kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa trước khi hai con đến với nhau. Giống như David muốn xây nhà cho Chúa, nhưng Chúa nói ngay: không phải ngươi muốn xây nhà cho ta. Ngươi hãy nhớ, xưa ngươi phiêu bạt đói nghèo, ta đã chọn ngươi. Giờ đây ngươi giàu có, mới nhớ, mới nghĩ tới việc xây nhà cho ta. Còn ta, khi ngươi còn trong sa mạc, ta đã xây nhà cho ngươi. Cho nên hai con ngày hôm nay nên một với nhau là cả một công trình của Chúa. Hai con hôm nay trở thành một gia đình dưới một mái nhà, là nơi nương ẩn cho nhau, nơi để xây dựng tổ ấm hạnh phúc của lứa đôi. Đây là hồng ân của Chúa. Hai con hãy cảm tạ Chúa và quyết tâm để xây dựng gia đình, làm sinh hoa trái hồng ân Chúa ban cho hai con. Thứ hai, tình yêu hôn nhân gia đình là một tình yêu nên một hay là đơn hôn, như Đức Kitô với Hội Thánh. Đức Giêsu vô hình đã trở nên hữu hình, xuống thế làm người và trở nên một tấm bánh để nên một với chúng ta. Có một anh chàng, anh ví von: anh yêu em không hề đau khổ nằm trong quan tài mà vẫn thò cổ ra yêu. Nhiều người nói anh này anh khoác quá, nhưng thưa quý bà anh chị em, đây chính là tình yêu của Đức Kitô dành cho chúng ta. Chết rồi còn trở thành tấm bánh hàng ngày ở trên bàn thờ để nên một với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Không thể đẹp hơn, không thể kỳ diệu hơn tình yêu của Đức Giêsu Kitô.
và là tình yêu của hai con. Cho nên các cụ của mình gọi chồng, gọi vợ là mình ơi, là nhà tôi, người bạn đời là chính mình, trở nên một xương một thịt. Và theo cái nhìn của người Do Thái là nên một cả thân xác và tâm hồn. Cho nên có một đức cha khi mà ông làm phép cái nhật cưới, lát nữa cha làm phép, thì ông làm phép luôn cả đôi tay và hai người, đôi bạn. Trao nhật cưới, hai cuộc đời nên một, kể từ đây trầu gắn kết với cầu. Nhưng nhiều khi chúng ta thấy thân xác thì nên một, nhưng tâm hồn chưa chắc là nên một. Chúng ta phải nên một trong việc giáo dục con cái có nề nếp, có gia phong, nên một trong tình yêu thương bác ái, biết quan tâm những người xung quanh, có lòng hiếu kính và tri ân các bậc tiền nhân, và nhất là có lòng thảo hiếu, yêu thương ông bà cha mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục, để làm sao cả xóm phải trầm trồ, cô dâu quý, chú rể hiền. Và nhất là nên một trong việc thờ phượng Chúa, dù gặp bất cứ khó khăn nào, hãy còn nhớ đừng bao giờ bỏ Chúa. Nếu các con trung thành với Chúa, Ngài không mệt mỏi mà ban phước lành cho gia đình hai con. Và thứ ba, tình yêu hôn nhân gia đình là một tình yêu hy sinh cho đến tận cùng, hay là vĩnh hôn. Nên một với nhau một hai ngày, một hai năm dễ lắm. Yêu nhau có nhiệm kỳ 5 năm, 10 năm thì khỏe lắm. Nhưng nên một với nhau cả đời. Bắt đầu ngọc nhìn lâu sẽ tìm thấy vết, hoa để gần cũng hết mùi thơm. Rồi bắt đầu so sánh, chồng mình làm một tháng có 13 triệu, còn cái anh hàng xóm nó làm một tháng tới 31 triệu. Rồi vợ mình chỉ biết nấu bánh xèo, cô hàng xóm biết nấu cả bánh bèo nữa. Bắt đầu so sánh, bắt đầu so đo. Cho nên Đức Kitô đã hy sinh, đã yêu chúng ta cho tới tận trên thập giá. Ở trên thập giá mà vẫn nói lời tha thứ và yêu thương. Lạy cha, xin tha cho họ, và nói với tên trộm, hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Thật tuyệt vời. Và hai con cũng hãy noi gương Chúa Giêsu để xây dựng một gia đình êm ấm và hạnh phúc, thì phải hy sinh cho nhau, hãy yêu thương nhau cho đến tận cùng, đến đầu bạc răng long, tận cùng về thời gian đã đành, mà tận cùng về sự trao hiến. Dù gặp bất cứ khó khăn thử thách nào thì vẫn phải nói lời tha thứ yêu thương nhau. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới đây Ngài chia sẻ với các gia đình, Ngài nói gia đình của hai con rồi đây cũng sẽ có những khó khăn, những thử thách nhiều lắm. Nhưng hai con hãy nhớ, đừng có để tắt lửa tối đèn mà vẫn không thể tha thứ cho nhau. Hai con phải yêu thương nhau cho tới tận cùng, theo gương Đức Giêsu Kitô, ngày nào cũng trao hiến và ngày nào cũng chết cho chúng ta, vì sức sống của chúng ta. Hai con cũng hãy noi gương Ngài để sống trong đời sống gia đình của hai con. Mà có như vậy, gia đình của hai con mới có hạnh phúc, con cái của hai con, bằng hữu, thân hữu của hai con mới ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay cha nhân danh Chúa và Giáo hội để chúc lành cho hai con, kính chúc hai con luôn luôn được bằng an mạnh khỏe, kính chúc hai con luôn luôn đầy cái dục cảm, kính chúc hai con ngập tràn hạnh phúc, và kính chúc hai con làm sao vượt qua được mọi khó khăn thử thách trong hành trình hai con xây dựng tổ ấm gia đình. Amen.